Theo công an tỉnh An Giang, Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1982, ở xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu nhằm chống phá Đảng nhà nước trong thời gian dài. Qua điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nam để điều tra về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Nam, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu, 10 video clip có nội dung tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án. Theo kết quả điều tra bước đầu, Nam là đối tượng phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng, nhà nước trong thời gian khá dài. Dù được các cấp chính quyền tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng Nam không những không từ bỏ mà tiếp tục chống phá quyết liệt hơn. Năm 2021, sau khi chấp hành xong hình phạt tù do gây rối trật tự công cộng, nam trở về địa phương không chịu cải tạo mà tiếp tục tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán tài liệu, hình ảnh, video clip, thậm chí livestream để tuyên truyền chống phá Đảng nhà nước chính quyền địa phương.